Xin chào quý vị và các bạn. Bước sang ngày đầu tiên của tháng 11, hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ quay trở lại trạng thái tạnh giáo. Vào buổi sáng trời còn duy trì nhiều mây, nhưng đến trưa chiều thì khả năng hửng được chút nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhẹ lên mức từ 25 cho tới 29 độ. Tuy nhiên, thời tiết tạnh giáo sẽ không kéo dài lâu bởi một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và khả năng là sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ trong ngày mai. Mưa sẽ xuất hiện trở lại và tập trung chính tại các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ, cần đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm xuống, thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi là dưới ngưỡng 18 độ, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội cũng có một ngày chủ nhật cuối tuần khá đẹp trời, mặc dù buổi sáng mây còn nhiều nhưng đến tầm trưa thì trời quang hơn, một vài tia nắng le ló xuất hiện, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29 độ. Đến tối và đêm trời lại nhiều mây, cảm giác se lạnh trở lại, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 20 độ. Với tiết trời se chút lạnh như thế này mà được quây quần bên bạn bè và người thân để cùng thưởng thức một nồi lẩu ngút khói thật là vô cùng ấm áp. Lùi xuống các tỉnh Trung Bộ, trong hôm nay mưa vẫn còn tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa và Phú Yên. Trong đó, vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên với tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong khi ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, lượng mưa có xu hướng giảm dần xuống còn từ 40-70mm, nhưng vẫn có nơi mưa to trên 100mm. Nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn còn có mưa, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Mưa chỉ xảy ra ngắt quãng trong ngày nên các hoạt động lưu thông và các sinh hoạt thường nhật của người dân vẫn có thể diễn ra bình thường. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức từ 28 đến 29 độ. Với các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong ngày cuối tuần cũng khá tạnh giáo vào ban ngày. Cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ ở mức 30 đến 33 độ. Đến chiều mưa sẽ xuất hiện trở lại, quý vị nhớ mang theo các vật dụng che mưa khi ra khỏi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong xu thế chung của các tỉnh phía Nam nên trạng thái chủ đạo trong ngày là nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 32 độ. Đến khoảng từ 14 đến 15 giờ, khả năng mưa xuất hiện nhưng cũng kết thúc nhanh nên khá thuận lợi đối với các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch của người dân. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên mang theo các vật dụng che mưa khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Khí lạnh có cường độ ổn định, do đó thời tiết các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng yếu, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dưới ngưỡng 28 độ, nên tiết trời mát mẻ và khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên, từ trưa chiều ngày 2 tháng 11, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Chính vì vậy, thời tiết sẽ chuyển nhiều mây và có mưa. Trong đó, các tỉnh Đồng Bằng và phía Đông Bắc Bộ phổ biến mưa nhỏ kéo dài đến sáng ngày 3 tháng 11, sau đó giảm dần. Khu vực vùng núi có nơi mưa vừa mưa to. Mưa diễn ra trong cả ngày 3 tháng 11. Tại các tỉnh Trung Bộ ở phía Bắc đèo Hải Vân những ngày tới, do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường kết hợp địa hình gây hội tụ gió, nên thời tiết khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa trên diện rộng và kéo dài trong cả ngày. Tuy nhiên, cường độ mưa giảm so với những ngày trước, phổ biến chỉ có mưa nhỏ. Còn ở các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân trong những ngày tới, thời tiết nhiều mây, có mưa ở diện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày có lúc giảm mây, trời nắng. Dự báo mức nhiệt tại đây chủ yếu dao động trong khoảng từ 22 đến 30 độ, tiết trời dễ chịu. Tuy nhiên, từ chiều và tối ngày 3 tháng 11 trở đi, khả năng khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên có mưa gia tăng cả diện và lượng. Người dân cũng như du khách lưu ý chủ động phòng tránh. Đến với các tỉnh Tây Nguyên, trong những ngày tới, thời tiết có xu hướng giảm mưa, ngày nắng nhiều hơn. Song tiết trời vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng từ 27 đến 31 độ, thấp nhất còn khoảng từ 19 đến 22 độ. Vì thế, các hoạt động ngoài trời diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, lưu ý từ đêm ngày 3 tháng 11 trở đi, thời tiết sẽ chuyển xấu dần với vùng mưa lớn tập trung ở khu vực phía Bắc của Tây Nguyên. Thời tiết trong 3 ngày tới ở Nam Bộ có xu hướng giảm mưa, cụ thể trong ngày 1 tháng 11. Mưa còn xuất hiện trên diện rải rác, nhưng sang những ngày sau đó thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và cường độ mưa không lớn. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Thưa quý vị, là một tỉnh Đông Nam Bộ, thời tiết Đồng Nai trong 3 ngày tới cũng khá thuận lợi cho du khách tham quan và khám phá cảnh sắc thiên nhiên cũng như văn hóa ẩm thực của tỉnh. Buổi sáng và trưa trời nắng ráo, vào buổi chiều mưa không nhiều và thời gian mưa ngắn. Về tối và đêm, tiết trời sẽ tạnh giáo trở lại.
Thưa quý vị, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, Đồng Nai sở hữu những vườn cây ăn trái đầy ắp các loại quả thơm ngon, những con thác với tiếng suối róc rách âm vang, chinh phục và cả những ngọn núi cao cao, nên đây sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích và muốn tìm đến cái trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Một trong những địa điểm du lịch mới nổi gần đây tại tỉnh Đồng Nai là Hồ Đa Tôn, nằm tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, với diện tích khoảng 300 ha. Đây là nơi cung cấp nước phục vụ cho việc tưới tiêu cây ăn trái của người dân nơi đây. Hồ Đa Tôn với phong cách hữu tình tựa như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng, với nét hòa quyện màu sắc giữa màu xanh của núi đồi, mây và sông nước trên mặt hồ. Đến nơi đây, du khách còn được thưởng thức cá nướng tự câu và những loại rau rừng thơm ngon đặc sắc. Còn nếu du khách là người yêu thích thiên nhiên và đam mê thử thách khám phá, thì núi Chứa Chan là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ngọn núi này thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là một địa điểm leo núi vào cuối tuần được du khách và người dân ở đây ưa chuộng. Trên hành trình chinh phục ngọn núi này, thông qua con đường mòn, du khách còn có thể cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên từ những cánh rừng, tán cây dọc đường đi.